Đầu tiên á là em hỏi Ngô Tuấn Kiệt nè, điều gì mà khiến cho anh bỏ rất nhiều công sức, tiền của, tâm trí để quyết định là dành tất cả những điều đó cho các đệ tử của anh? Bởi vì trong kinh Phật á, phải nói là có nhiều đời nhiều kiếp hôm nay mình mới gặp nhau. Ở ngoài đó mua 8-9 tỷ người đâu phải dễ đâu gặp nhau. Mình biết cái đường đi về trời là đường nào, mình không thể nỡ để cho những cái người thân của mình tiền kiếp, kiếp này gặp nhau cũng đã là người thân rồi, thì không có để lần hợp trong cõi đời khổ nữa. Nó ta bà bể khổ thì hơi khó hiểu không? Cuộc đời không ai nói sướng lắm, ai mà ngon giơ tay con nói tôi sướng đi, người đó mới là anh hùng. Chưa ai dám xin tay mình nói sống cuộc đời là sung sướng. Cuộc đời không có gì là sướng, cuộc đời là trẻ con phải trải nghiệm để học hỏi, khổ mới học, làm bài thi phải khó, thì hết yêu thiếu tiền rồi con hư rồi má ba mồ côi đủ đủ bể khổ. Khổ là bài học dở lòng của chúng ta. Chúng ta phải nương theo nó mà leo lên. Có nhiều người thấy khổ một chút buồn, đó là hèn yếu. Thế nên người nào chịu khổ được, người đó thành tài. Câu hỏi thứ hai, em ngồi soạn liền tại chỗ. Thưa với anh là những người được gọi là những người đệ tử của anh hay là những người con trời thì khác gì so với những người thường khác? Thưa với anh, thứ nhất, tất cả mọi người chưa từng thấy giàu do những vị thầy Tây Tạng lỗi lạc tu từ nhỏ trong hang đá 30-40 năm, chỉ 3 dòng hào quang. Kiệt có 7 dòng hào quang hiện giờ nè. Người nào gần Kiệt cả nửa ngày không ăn cũng cảm thấy không đói bụng và cảm thấy được cảm mới. Đó là cái khác thứ nhất. Thứ hai, cái bàn tay Kiệt là trị bệnh được ung thư, bệnh gì đây thước người kia trị bệnh để tay là hết. Đây rất là nhiều người làm chứng nha, không ai nói là không có ở trên mạng thì được. Thì hai cái đó là khác, tại vì mang thân người nhưng mà Kiệt không phải là con người, chỉ có nửa người là thiệt còn nửa người nó là khác. Cái thứ ba, người thường không có thể nói chuyện được với thần thánh, chuyện nói chuyện được với thần thánh, nói chuyện được với chư Phật thượng đế mẹ Maria, tất cả những gì nào Kiệt nói hết. Nhưng mà có thể ta không tin thôi, nhưng mà cái đặc biệt của Kiệt là từ nhỏ mới sinh ra đó, là Kiệt nhìn thấy trong bầu trời á nhiều người đi lắm mà mắt thường ở sống không ai biết, nên từ nhỏ sinh ra là đã khác từ người ta rồi. Thì có những cái đó, và đồng thời Kiệt biết trước được, không phải là chỉ là chuyện phong thủy mà Kiệt biết trước được cái cơ vận của cái quả địa cầu, những nguyên thủ quốc gia. Kiệt biết được ông Trump không lên, coi lại clip cổ đây. Kiệt biết được bà Hà Phương Hằng sẽ vô tù, Kiệt kêu bà đừng nói, không thôi bà hát rồi bị bắt đi chen. Và đồng thời bây giờ bị bắt, Kiệt nói chỉ chờ tôi về tôi mới thả bà ra, nếu không bà ông núi tới ngày hôm nào phải chưa được thả. Cho nên những cái chuyện không ai phải nói được mà nói chung mới là khó của mình. Câu hỏi thứ ba hỏi liền, như vậy là đến thời điểm bây giờ chúng ta đang ở đây, những ngày cuối cùng của tháng 3 và trời ngoài đang mưa, thì quan niệm của chúng ta luôn tìm đến hai chữ là hạnh phúc. Quý anh, hạnh phúc lớn nhất hiện bây giờ chúng ta đang ở đây và quý vị đang coi chúng ta, đó là gì thưa anh? Đó là 6 triệu người Việt của mình ở hải ngoại khắp năm châu sẽ ồ ạt đi về nước Việt Nam trong vòng cuối năm nay. Thưa quý vị, em hỏi luôn câu hỏi thứ tư là trong cuộc sống của chúng ta, nhất là các anh chị tại nơi đây và bản thân Đức Tiến cũng vậy, đôi khi chúng ta phải trải qua rất là nhiều thứ vui buồn đau khổ được mất và nhiều lắm. Vậy thì khi mà đến với anh và khi tìm đến anh và khi trở thành một người đệ tử, một người con trời, đến bây giờ anh thấy rằng ở trong những người đệ tử của anh, những người con trời anh, điều gì họ thay đổi nhiều nhất từ khi họ được biết và đến với anh? Lúc xưa chồng nói một câu nó đáp lại hai câu, bây giờ chẳng những không đáp lại không là hay gây lộn, mà còn mỗi tuần phải tốt 40 đồng, số hữu bác phải đi Victory Secret mua đồ về và nấu cơm ngon cho chồng em, gia đình hạnh phúc đó mấy chị đó, vỗ tay ra nào mà hạnh phúc mà lớn này còn cao cao tất cả họ thiên 5-7 nghìn cứ nào cũng nghe lời hết. Tại vì đàn ông mình thích lã không thì thở nhà biểu diễn cho nó coi đi khỏi ra đường, tức là hạnh phúc mới tu được, tức là đời sống trên thiên đàng chúng ta rất là vui sướng không có khổ chết. Rồi xuống đây á
thì mình phải sướng ở đây thì mình mới về trời được, còn mình mà chối bỏ những cái khổ của mình á, mình không có được về, đó là sự thật nha, không phải là việc dạy để mà hư hay gì đâu. Mình phải chấp nhận cái đời sống này, mình thôi nó từ khổ thành sướng thì từ đó mình mới sướng được. Chứ còn mình chối bỏ tức là mình chốt chạy thì hư dưới này hoài luôn. Mình không có chối bỏ thì mình mới được về, đó là vậy. Câu hỏi tiếp theo, hỏi nhanh sợ quên. Thưa với tất cả anh và thưa tất cả quý vị nhìn thấy trong cuộc sống mình ngày nay, đúng không? Ngay trong xã hội người Việt Nam mình tại Mỹ, trong xã hội Mỹ và trong xã hội tại Việt Nam, chúng ta thấy có rất nhiều sự thay đổi trở nên chúng ta đau lòng trước những biến cố trong xã hội của mình. Quá nhiều người homeless, quá nhiều người thay đổi một cách kỳ dị, quá nhiều những điều mà trái tai gai mắt, những điều thay trắng đổi đen, những điều mà mình không nghĩ rằng nó có thể thành sự thật, những điều mà mình cảm thấy là nó bất ổn mà nó được lên ngôi, những điều mà làm chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng được mà tại sao được cổ suý, được đưa lên, và quá nhiều điều. Nhưng tiến xin hỏi anh, với trước những điều mà làm chúng ta cảm thấy xót và đau lòng trong xã hội chúng ta tại đây, thì là một người giáo chủ, một người lãnh đạo tinh thần của rất nhiều các anh chị đây, anh muốn gửi gắm điều gì với những đệ tử anh để họ tìm thấy được ít nhất là hai chữ bình an trong sự cuồng loạn của xã hội? Nói cái này là ông Trang Trình ngày xưa 500 năm trước ông nói: chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cạo trọc, thầy chùa quậy nát nước Việt. Việt Nam này bắt trọng cũng lên ngốc, lúc Biden cũng lên làm bài đồ quá, cho nên homeless khắp mọi nơi nước Việt đói khổ. Thì đó là sự thật. Những lời tiên tri cũng trong những ngày tận thế đó, là một cái xã hội upside down, tức là đảo lộn tất cả mọi thứ, từ kinh tế, chiến tranh, bệnh dịch, phe phái độc tài, tất cả nó trổ ra hết. Nó y như là giống như đầu mùi vậy, ra một lượt, rồi sau đó chúng ta sẽ có một thời thái bình, không có bệnh tật, thời tiết trở lại bình thường, reset lại. Hiện giờ mình đang bị bấm nút reset. Cho nên thấy Việt Nam nhiều hiện tượng không? Ban ngày thì ban đêm rồi đó, mấy ăn quá, rồi 5-6 mặt trăng đúng không? Còn bình an mấy đứa này biết con về với Thiên Long Sơn có đứa nào có buồn gì đâu. Cầm cuốn kinh ngồi thiền, thì dạy mấy đại tử mà thiền đó, mấy đứa con biết rồi phải không? Chỉ có người không phải họ thiên đó, không có biết. Cái mấy đứa này nó có cái technique hết. Thì tại vì cái linh hồn của mình đó, nó cần nghe cái xác của mình nói cái gì. Chứ nếu không cái linh hồn sẽ làm nô lệ cái xác, không có đúng. Cái xác phải nghe lời cái linh hồn, nói gì cho dễ hiểu, tại tiếng là tiếng thường. Thì cho nên cái linh hồn á, nó cần mình mà yên để mà nó lắng nghe. Tức là mình chạy theo biêu bọt, mình chạy theo củ hành củ tỏi, mình chạy theo cái này cái kia, thì lúc đó mình rối loạn, mình buồn. Còn, cho nên phải ngồi thiền thôi, ai cũng phải ngồi thiền. Ấn này á, là để cho ma quỷ đừng có tới gần. Còn nếu mà người thường nó mà ngồi kiểu do gà đó mệt lắm á, không phải đừng đụng tới tâm linh, đừng có giỡn gì hết. Không biết thì đừng có đụng tới, biết là phải biết cho thiệt. Nó còn mà xìu xìu ở thở là không được. Con này rất là nhạy cảm. Trong bất cứ ai trong chúng ta, dù là người nghệ sĩ hay là một chính trị gia hay là bất cứ một giáo chủ nào, thì chúng ta luôn luôn có được những người yêu mến, những người ủng hộ chúng ta cuồng nhiệt, nhưng chúng ta cũng có những người không ủng hộ chúng ta mà nói thật lòng là những người chống đối, bài bác, thậm chí là phản biện chúng ta, đúng không ạ? Và với anh, những người mà chống đối, những người không ủng hộ anh, những người bài bác anh, thì anh có gì muốn nói với họ? Nếu mà hỏi thì 2000 năm gì trước mà Chúa Giêsu cũng bị ta ném đá, cũng bị ta đóng đinh, Phật cũng bị ta để gai, cái gì nó cũng vậy. Ở trong cõi con người của mình có những người ở cõi trời suốt đầu óc rất là thông minh, người ta không có hồ đồ như vậy, người ta không thích, người ta để người ta nghiên cứu, nhìn nhìn hành động, đừng nghe lời nói, đừng coi theo cái màu áo, mặc áo ông cha hay mặc áo ông thầy, thì người thông minh. Còn người mà bốc chân vừa đầu thai làm người hay là những người hồ đồ thì cái đó là lý do tại sao mỗi ngày phải thắp cho những người đó mau sáng cái tâm ra, tại cái tâm họ vô tối thì họ mới chửi mình. Còn tâm họ sáng họ đâu có chửi mình đâu, thì mình phải thắp cho họ khôn lên để mà hiểu mình đang làm cái gì, để mà cứu bản thân của họ. Nhưng mà cái xã hội Việt Nam 50 năm không có dạy khôn, dạy là dạy vô văn quá, nên cái đó mình không phải trách được. Cái không bao giờ dạy người chửi chuyện đâu, chửi nhiều chừng nào thuộc rất nhiều chừng đó.
giờ như vậy. Dạ. Đây là khi chúng ta bị thất bại trong cuộc đời, mọi cách mọi kiểu, chúng ta chỉ có lòng tin thì cái đó mới đợi chúng ta vậy. Em hỏi luôn, lòng tin này lòng tin vào đâu? Và ai đế, thượng đế. Thiên tâm chỉ thờ độc giác thần, thờ thượng đế cha Chúa Giêsu, người đấng tạo hóa, không có thờ Phật, chỉ mượn công thức của Phật thôi. Cho nên tất cả mấy đứa họ thiên đeo dấu thiên tâm là đeo dấu của thượng đế. Thì nếu mình có tin với thượng đế là tất cả mọi chuyện sẽ qua ngay thời điểm này. Em hỏi luôn, tin vào thượng đế mọi chuyện sẽ qua, nhưng mà mình tin mà lỡ nó không qua, nó vẫn cứ bị đau khổ, nó bị stuck, chúng ta luôn bị lừa gạt, chúng ta luôn bị lừa dối, chúng ta luôn bị những người khác chơi mình, hại mình, lừa gạt mình, làm chúng ta đau khổ. Vậy thì cái niềm tin đó chúng ta phải như thế nào đây anh, để chúng ta có thể vượt qua? Ví dụ nó gạt em 5.000 mà trong băng anh còn 500, anh đưa nó luôn. À, tám chứ còn sao giờ? Cho nó hết vàng, nó tôi hết rồi đó. Chứ mình đừng có nghĩ cách để trả thù nha. Tại vì em không phải nào mà em không có nghiên cứu, không hiểu. Bất cứ cái gì trên thế gian này nó đều có âm và quán. Đạo Phật gọi là nghiệp. Một người vợ, một người bồ, một người anh em ruột của mình, nó là kẻ thù của mình kiếp trước. Nó lên đấy đòi nợ mình thì trả cho nó. Đừng bao giờ anh bị người ta gạt. Nếu mà bữa ngồi tính, trời ơi, bây giờ bị ta gạt gần 700-800 triệu. Nhưng mà anh thù chưa bao giờ đòi 700-800 triệu cuộc đời thù đi gạt. Chứ cũng bỏ qua, không có bao giờ nhớ luôn. Thì em có tập gì, tự nhiên cha thương, thượng đế thương cho mình cái mới. Người có tài không cần đi quay lại đòi tiền mình lợi nào. Tiền nó trên trời, tiền nó hai bên đường. Mình cứ đi tới là mình có. Mình đừng cứ đi ngược lại để mình đòi. Thì là mình lấy cái số lượng nhiều thôi. Các con hiểu công đức không? Nhưng mà cái người mà hại mình thế nào họ cũng sẽ bị người khác lấy lại. Đời mà nó có qua lại qua lại. Nhưng mình giữ được cái tâm của mình như hàng ngọc. Ngọc sòn đừng có bị chày chùa bởi những cái giống như mình đi thẳng, đừng có mai mấy cục đá cản đường lắm.